Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay <laughs> được phát hình và phát thanh từ Nam California. <laughs> Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi chiều vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài thứ hai, quý vị sẽ thắc mắc là Đảng Cộng hòa thì sẽ quyết tâm đàn hạch đối với lại ông Joe Biden. Tuy nhiên, Đảng dân chủ có ủng hộ chuyện này hay không thì vẫn là câu hỏi chưa có câu trả lời. Tuy nhiên, trong các cái bản tin ngày hôm nay, chúng ta đã thấy có dấu hiệu Đảng dân chủ sẽ tìm cách loại trừ Joe Biden ra khỏi cái cuộc tranh cử tổng thống năm 2024. Quý vị, sẽ dĩ mà tôi nói như vậy là bởi vì chính những cái tập hồ sơ con trai của ông ta đã được tiết lộ cũng như là những cái tập hồ sơ bảo mật mà ông ta giữ trong thời gian ông ta làm phó tổng thống liên quan tới Ukraine, Nga và Iran, ông ta đã giữ lại và quý vị, hai tập hồ sơ, một cái được phát hiện ở trong cái Penn Biden Center là một cái trung tâm chiến lược của ông Joe Biden ở tại Washington DC. Và thứ hai là tập tài liệu thứ hai còn quan trọng hơn lại được phát hiện ngay trong gara nhà riêng của ông tại Delaware. Quý vị, hai câu chuyện này không phải chỉ có giới truyền thông cánh hữu đưa ra mà giới truyền thông cánh tả cũng đã bắt đầu đặt câu hỏi và điều này có thể sẽ dọn đường bởi vì đây sẽ là một trong những cái mà chúng ta phân tích xem liệu từ đây cho tới năm 2024 Joe Biden có bị đàn hạch hay không? OK, quý vị, chúng ta lướt qua những bản tin trước đi, rồi lúc đó chúng ta mới thấy được là có thể đảng dân chủ sẽ ủng hộ cho việc mà gọi là đàn hạch với ông Joe Biden. Quý vị đầu tiên hết, tờ báo New York Times nói rằng cái việc mà truy tố ông Hunter Biden có thể sẽ được uh, diễn ra trong thời gian tới và bên cạnh đó thì uh, cũng tên tờ New York Times, cái coi những cái uh, hoạt động các rối rắm của Hunter Biden đang trở thành một cái mặt trận tiền tuyến ở phía trước và trong đó thì quý vị ở trong đây thì tôi có hai like chỗ này cho quý vị thấy là sau khi mà thân phụ của Hunter Biden trở thành phó tổng thống Hunter Biden 52 tuổi tốt nghiệp à, luật sư đại học Yale là làm ăn bên ngoài và đem về cho ông ta hàng triệu mỹ kim và gia tăng câu hỏi là ông ta có sử dụng cái quy thế gia đình của mình và gần như là có những cái gọi là mâu thuẫn về quyền lợi và trong đó đảng cộng hòa đã tìm cách gọi là tấn công ông ta đây là cái ngôn ngữ của đi giọt tham nha các vị và trong đó thì tờ báo này nó giải thích cũng như là biện minh rất là nhiều cho cái hành động của Hunter Biden và cái hành động biện minh nhân tố nhất là sau khi cái chết của người anh trai là Bill năm 2015 thì Hunter đã rơi vào vòng xoáy của nghiện ngập và có những cái hành động được xem là xấu đi và ông ta hiện nay à, vẫn à, à, gọi là không còn làm việc với những cái thương mại ở bên ngoài tuy nhiên thì à, phản ảnh của ông ta và sự hiện diện của ông ta cũng như là những cái à, hoạt động của ông ta có thể sẽ bị à, à, điều tra và trong đó thì à, tờ à, của tờ báo Newsmax một tờ báo bảo thủ cho rằng là ông Hunter Biden có thể sẽ bị truy tố sau khi mà có cái nhận định là ông ta đã trốn thuế và có những cái hành động khai man trong đó thứ nhất là ông ta đã à, không ông ta đã đã khai man trong vấn đề mà ông ta mua một cây súng năm 2018 và bỏ cây súng này ở một trong một cái thùng rác thứ hai là ông ta có thể đã khai man trong vấn đề mà ông ta nói là có những chi phí trong thương mại của ông ta lên tới 30.000 mỹ kim và trong đó thì à, người đặc trách điều tra à, cái à, cái hồ sơ của chúng ta là công tố viên ở tại à, tiểu bang Delaware được tổng thống Trump bổ nhiệm tên là David West trong đó được xem là một trong những người đã điều tra và sẽ đưa ra những quyết định trong thời gian tới trong đây thì à, Bản tin mới nhất thì ông chủ tịch của Ủy ban giám sát tài hạ viện là ông James Comer cũng lên tiếng yêu cầu Bộ Tư uh, tài Chánh phải cung cung cấp tất cả những hoạt động tình nghi của ông này trong vấn đề mà chuyển ngân. Ở trong đó thì uh, nó có nhắc lại ông này đã từng mượn uh, uh, đã từng thiếu nợ năm 2016 2017. Ông này uh, cái người kế toán của ông này nói rằng ông ta thiếu nợ tiền thuế lên tới 2 triệu Mỹ kim và tờ tham, tức là tờ New York Times cho biết là trong tháng 10 năm 2001 thì ông này đã từng mượn của một luật sư giàu có ở tại Los Angeles để trả cho sở thuế số tiền mà ông ta được xem là thiếu và trong tháng 9 thì một luật uh, quan tòa của Obama bổ nhiệm đã từ chối không công bố đầy đủ về tình trạng mà ông ta mua một cây súng và đã quăng trong thùng rác năm 2018. Quý vị, đó là bản báo cáo riêng về Hunter Biden, con trai của Joe Biden. Trong khi đó thì các tờ báo cánh tả của Trung Hoa của Hoa Kỳ và trong đó tờ Daily Beast là một trong những tờ báo cực tả đã lên tiếng và nói rằng Biden đã không có giải thích về việc mà ông ta lưu trữ tập hồ sơ bảo mật ở trong cái gara nhà của ông ta. Đây là cái tờ tờ báo được xem là cực tả nha quý vị. Bên cạnh đó thì tờ USA Today được xem là một tờ báo cực tả cũng đặt câu hỏi về tập tài liệu mà ông ta đã giữ lại à, được phát hiện là, là là tập tài liệu thứ hai được phát hiện ở trong cái gara nhà của ông ta. Đây được xem là những tờ báo cánh tả đã đăng toàn bộ những cái tin này. Thì quý vị, câu hỏi đặt ra là với những cái biến động vừa xảy ra sau cuộc bầu cử tháng 11 vừa rồi, Đảng Cộng hòa kiểm soát lại đa số tại Hạ viện. Thì quý vị, và những thất bại của Joe Biden trong 2 năm qua đã khiến cho không phải chỉ có Đảng Cộng hòa mà ngay trong Đảng Dân chủ cũng đã ngán ngẩm ông ta. Đặc biệt là thành phần cực tả trong Đảng Dân chủ cho rằng ông ta đã thất bại không thúc đẩy được cái uh, chính sách cực tả của họ. Mà người cầm đầu ở trong cái đám cực tả này là Bernie Sanders Người đã nhường cho Joe Biden ra tranh cử tổng thống năm 2020 Thì quý vị, đám cực tả này thì bây giờ trong cái bản nghiên cứu mới nhất của Viện Gallup cho thấy Là thành phần cực tả đã tăng rất là nhiều ở trong đảng Dân Chủ Trong mà, à, vòng 4-5 năm qua thì là cái thành phần cực tả này chiếm đa số ở trong đảng Dân Chủ Còn thành phần mà gọi là bảo thủ trong đảng Dân Chủ thì giảm đi rất nhiều quý vị. Có nghĩa là Joe Biden bị đánh giá là thất bại trong tất cả những lời cam kết và lời hứa của ông ta với phe cực tả, trong đó thúc đẩy cái Green New Deal, tức là cái chương trình khí hậu toàn cầu. Họ muốn là ông ta phải trong nhiệm kỳ ông ta phải giết chết ngay cái ngành năng lượng truyền thống. Nhưng quý vị, cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã thay đổi cục diện. Lúc ông ta lên thì năng lượng đã tăng rồi. Và cuộc chiến của Nga tại Ukraine khiến cho giá năng lượng lên cao ngất trời tình trạng thế giới thiếu năng lượng khiến cho ông Joe Biden không thể thực hiện được những chính sách này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ông ta từng cam kết là sẽ miễn phí đại học và xóa nợ toàn bộ cho các sinh viên à, mượn nợ của chính phủ. Nhưng cuối cùng ông ta chỉ xóa được khoảng tối đa cho một cặp vợ chồng là 20.000 Mỹ Kim. Một cá nhân là 10.000 Mỹ Kim mà thôi. Ông ta đã thất hứa với đám cánh tả. Và thứ ba, ông ta đã từng cam kết sẽ tăng thuế để mà tăng cường cái ngân sách dành cho phúc lợi xã hội. Nhưng bây giờ thì ông ta chỉ tăng thuế đối với những người có lợi tức trên 400.000 Mỹ Kim. Ông ta không tăng thuế đối với những người có lợi tức từ 100-200.000 lên tới 400.000. Thì quý vị, đám cực tả không đủ tiền. Rồi trong cái ngân sách mà ông ta đã cam kết là sẽ hỗ trợ tiền tài chánh cho những tổ chức cực tả. Trong cái ngân sách 1.750 tỷ Mỹ Kim đã bị chận chết trên sàn thượng viện ông ta cũng không thực hiện được lời hứa này thì quý vị do đó đám cánh tả ở trong đảng dân chủ đã bắt đầu ngán ngẩm và cho rằng ông ta không đủ khả năng thực hiện những chương trình cực tả của họ và quý vị đảng dân chủ có một bài bản rất hay trước khi họ làm một điều gì họ đều tung ra những cái uh, chiêu thức và những cái chiêu thức này là để dò đường và để đánh động trước và tìm cách chiếm lĩnh cái phần dư luận trước khi họ thực hiện, quý vị còn nhớ cái vụ mà chúng ta phát biểu trên mạng xã hội không? Lúc đó khi mà họ thấy được các lực lượng cánh hữu có tiếng nói mạnh trên mạng xã hội, thì họ bắt đầu tung ra những cái trò gọi là disinformation và misinformation để mà họ thuyết phục công chúng trước. thì quý vị sau đó thì các mạng xã hội đã bắt đầu tiến hành cái việc kiểm duyệt. thì đây là cái đòn mà đã gia chủ thường làm tức là họ tung ra một số những cái vấn đề à, được xem là mang tính chất gọi là an toàn công cộng hay là an toàn hay là chính sách quyền lợi của quốc gia vân vân họ nhân danh chuyện những chuyện tốt đẹp để họ tìm cách kiểm duyệt tiếng nói của người bảo thủ và cuối cùng bây giờ quý vị đã thấy tất cả các mạng xã hội đều đặt hệ thống kiểm duyệt hết thì cũng tương tự cái kịch bản y trang như vậy tức là trước khi mà họ đạt được mục tiêu họ phải tung ra những cái đòn gió và bây giờ quý vị toàn bộ đám dân chủ và các báo chí cánh tả đều đăng tải cái tập hồ sơ thứ nhất và tập hồ sơ thứ hai về bảo mật những tài liệu được bảo mật đã được lưu trữ ở trong cái văn phòng chiến lược của ông joe biden rồi bây giờ được phát hiện ngay trong gara của nhà ông ta luôn cái tập tài liệu đầu ở cái văn phòng chiến lược ông ta nói rằng ông ta không biết thì điều này chúng ta có thể chấp nhận được ok tại vì văn phòng chiến lược đó ông tới năm được hai ba lần có khi cả năm ông tới không tới một lần nữa Thì có thể là những nhân viên của ổng Nhưng quý vị Ở trong gara nhà riêng của ổng Thì không thể nào ổng nói là nhân viên của ổng được Tại vì tập tài liệu này Được phát hiện trong gara nhà của ổng Ở Delaware Thì quý vị Ông ta khó giải thích Ông ta khó giải thích Thì trường hợp này nó cũng tương tự như trường hợp mà FBI đã đột kích vào nhà của Tổng thống Trump vào tháng 8 năm ngoái nhưng mà Tổng thống Trump đã khẳng định tất cả những gì ông lưu trữ là những tài liệu đã được declassify, tức là đã, đã được giải mật. Khi đã được giải mật thì nó không còn là tài liệu mật nữa, thì không sao. Còn bây giờ những tập tài liệu ông Joe Biden lưu trữ lại là những tài liệu nó gọi là classify, tức là bảo mật. Đặc biệt là trong đó có cả cái hồ sơ liên quan tới Ukraine. Lý do tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì nó có liên hệ tới con trai của ông ta. Quý vị, lúc Obama làm tổng thống, ông ta làm phó tổng thống. Obama đã giao trách nhiệm cho ông ta là cai quản cái ngân sách 1 tỷ Mỹ Kim tài trợ cho Ukraine sau khi có cuộc lật đổ ở tại Ukraine và chuyển qua thân Tây Phương năm 2014. Cái vị dầu nhớ thời điểm đó thì ông tổng thống thân Nga đã bắt đầu có cái khuynh hướng tách rời Liên Hiệp Âu Châu dẫn tới một cái cuộc biểu tình lớn ở tại Ukraine lật đổ chế độ đó. Và ông Poroshenko là tổng thống đã được người dân cử và đứng đầu ở cái nước Ukraine thời điểm đó. Thì quý vị, thời điểm đó thì chính quyền Obama hỗ trợ cho cái à, cuộc bầu cử dân chủ, tôi dùng chữ dân chủ trong mặt kép nha quý vị, ở tại Ukraine. Thì quý vị, lúc đó thì quý vị còn nhớ xảy ra cái biến cố của Crimea. Thì lúc đó ông Obama giao trách nhiệm cho ông Joe Biden là cai quản cái ngân sách 1 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ cho Ukraine. Thì quý vị, lúc đó ông Poroshenko khi lên nắm quyền tổng thống đầu tiên hết là ông phải gọi là thực hiện cái chiến dịch chống tham nhũng bởi vì Ukraine nằm trong tình trạng 10 quốc gia đội sổ thế giới về tham nhũng. Thì ông đã mở cuộc điều tra nhắm vào công ty Burisma, một công ty năng lượng quốc doanh của Ukraine. Thì quý vị, khi mà công ty này bị điều tra, họ lật đật đi mướn Hunter Biden làm thành viên hội đồng quản trị với mức lương 50.000 Mỹ Kim một tháng. Thì chỉ vài tháng sau đó, ông Boreshenko đã tuyên bố là hủy bỏ cuộc điều tra này, sa thải luôn cả công tố viên điều tra công ty Burisma. Thì quý vị, đây là câu hỏi chúng ta đặt ra. Liệu ông Joe Biden có dùng cái ngân sách 1 tỷ Mỹ Kim này quy hiếp ông Boreshenko để mà ngưng lại cuộc điều tra tham nhũng của công ty Burisma hay không nơi mà con trai của ông ta đang làm việc thì quý vị tờ New York Times nó biện minh cho ông ta rất là nhiều thứ hai là quý vị trong tất cả những cái tài liệu nằm trong cái laptop của Hunter Biden đã có những cái hình ảnh hút sách gái gú của Hunter Biden thì bây giờ tờ New York Times viện cớ là anh của Hunter Biden chết tức là con trai trưởng của ông Joe Biden chết năm 2015 thì rơi vào nghiện ngập nhưng trong bản báo cáo của tờ New York Post trước đây sự nghiện ngập của Hunter Biden đã từ năm 2000, 2001, 2002 rồi chứ không phải mới đây và thậm chí là 2011 lúc mà Obama làm tổng thống con trai ông Joe Biden, lúc đó ông Joe Biden làm phó tổng thống thì việc hút sách nghiện ngập của Hunter Biden đã có rồi trước khi anh trai của Hunter Biden chết. Thì quý vị, tất cả những câu chuyện này đã được che đậy bởi đám truyền thông cánh tả. Nó không bao giờ nhắc tới những chuyện này hết. Chỉ bùng trong thời gian đó là nó im luộc. Nhưng bây giờ, tất cả truyền thông cánh tả đồng loạt đăng lại tất cả những cái tin này. Kể cả tờ New York Times cũng đăng luôn cái phần tin về Hunter Biden. Có nghĩa là quý vị, đám cánh tả cực tả ở trong đảng Dân Chủ đang có cái chiến dịch tìm cách gọi là có lý do đầy đủ để mà nó bỏ phiếu đàn hạch. Tại vì họ biết trước đảng Cộng Hòa sẽ lập thủ tục đàn hạch Joe Biden trên sàn Hạ Viện từ đây cho tới trước cuộc bầu cử năm 2024. Trong đó thì mặc dù có một cái sự gọi là bất đồng giữa đảng Cộng Hòa, ông Kevin McCarthy thì muốn dùng tu chính án số 25, tức là một cái Quy định của hiến pháp là khi ông tổng thống đó không đủ đầy đủ sức khỏe để lãnh đạo quốc gia ngồi ghế tổng thống, thì ông Kevin McCarthy muốn điều này. Trong khi những thành viên bảo thủ ở trong đảng Cộng Hòa, đặc biệt là 20 người mà đã bỏ phiếu chống ông ta đó, thì muốn đem cái hồ sơ của Hunter Biden điều tra lại cái vụ của Burisma và cái uh, ông tổng thống Poroshenko của Ukraine trước khi ông Zelensky lên. Để mà cho thấy rằng Joe Biden đã làm quyền trong lúc ông ta làm phó tổng thống. Và kể cả những cái hành động thời gian gần đây thì họ muốn đem những cái điều này làm cái lý do đàn hạch. Thì quý vị, sở dĩ ông Kevin McCarthy biết là bởi vì ông ta biết rõ đảng Dân Chủ sẽ chống nếu dùng những lý do này. Nhưng nếu dùng cái tu chính án số 25 thì khả thi hơn, đảng Dân Chủ sẽ không chống. Và có thể họ sẽ đồng ý là bởi vì ông Joe Biden đã lớn tuổi. tí nhớ của ông ta đã là một cái vấn đề. Ông ta đã bị uh, coi như là trí nhớ của ông ta không được rõ ràng, rồi chưa kể cái sức khỏe của ông ta nữa. Thì điều này có thể dẫn tới việc đàn hạch thành công, bởi vì trong quá khứ nước Mỹ chưa có một cuộc đàn hạch nào thành công cả. Bởi vì ở hạ viện lập hồ sơ đàn hạch, nhưng nơi đàn hạch là thượng viện. Và muốn thành công trên thượng viện thì phải đòi hỏi 67 phiếu. Thì quý vị, ông bên McCarthy tính toán làm sao lấy được 67 phiếu ở thường sàn thượng viện trừ phi cái lý do đó thuyết phục được một số thành viên ôn hòa trong đảng Dân Chủ. Do đó, ông mới nghĩ tới chuyện là tu chính án số 25. Thì đảng Cộng Hòa bị lấn cấn trong vấn đề này. Thì quý vị bất ngờ trong mấy ngày nay thì quý vị thấy là liên tục báo chí cánh tả đăng về cái hồ sơ bảo mật mà Joe Biden đã lưu, dự, lưu trữ. Có nghĩa là ông ta đã vi phạm vào cái luật về quyền tổng thống. Trong đó là ông ta không được phép lưu trữ những cái hồ sơ nào mà thuộc dạng bảo mật. Phải trả nó về cho cục lưu trữ quốc gia. Thì quý vị, ông Trump khác cho bên trong chỗ này. Tất cả những 11.000 tập giấy tờ hồ sơ mà ông Trump giữ là những cái hồ sơ đã được declassify Tức là đã được ông giải mật rồi. Ông mới giữ lại. Còn cái tập hồ sơ mà Joe Biden nắm là hồ sơ chưa giải mật. Bởi vì Joe Biden không có thẩm quyền giải mật. Người có thẩm quyền giải mật là Obama. Tại vì Obama là tổng thống. Còn ông ta là phó tổng thống, ông ta không có quyền giải mật. Do đó, những tập hồ sơ ông ta lưu trữ ở tại cái viện chiến lược mà Penn Biden Center và trong gara của ông ta là vi phạm luật lệ rõ ràng và có thể sẽ vi phạm luôn cả cái luật lệ làm gián điệp nữa một cái tội mà họ đang tìm cách quy chụp cho ông Trump đó thì quý vị vấn đề ở chỗ này là có nghĩa là đám cấp tiến cực tả trong đại an chủ họ ngán ngẩm Joe Biden rồi họ đang kìm kiếm một lý do để gạt Joe Biden ra do đó tại sao họ bật đèn xanh cho tất cả những báo chí cánh tả trong có có đài CNN New York Times, Washington Post, USA Today đồng loạt đăng tất cả những cái tin bất lợi cho Joe Biden. Bởi vì họ đang có ý định này. Họ đang có ý định là loại trừ Joe Biden ra khỏi cái cuộc chạy đua ghế tổng thống. Trong khi đó Joe Biden nói rằng cuối tháng này ông ta sẽ tuyên bố chính thức là ông ta có ra tranh cử, tái tranh cử chức tổng thống hay không. Quý vị, tất cả nó đều hấp bình ngay trong giai đoạn này. Và cuối tháng này thì Facebook cũng bắt đầu quyết định là có xóa bỏ cái lệnh cấm đối với cái chương mục của tổng thống Trump hay không. Nó cũng háp bình vào tháng này. Thì quý vị, đây rõ ràng cho chúng ta thấy Đảng dân chủ đang có ý định và dấu hiệu cho thấy họ có thể sẽ hợp tác với Đảng Cộng hòa để lôi Joe Biden ra khỏi ghế tổng thống. Lôi Joe Biden ra khỏi ghế tổng thống bởi vì Đảng dân chủ sẽ đưa Kamala Harris lên và đám cực tả này sẽ kiểm soát tại vì Kamala Harris được xem là đồng minh của đám cực tả trong đó là cái tổ chức mà thân cận với bà ta nhất là Black Lives Matter bà ta đã từng ứng tiền ra để mà bail tức là tài ngoại hậu tra cho nhiều thành viên bạo động của Black Lives Matter rất rõ ràng rất rõ ràng quý vị do đó họ muốn đưa Kamala Harris lên để họ dễ kiểm soát hơn tại vì Kamala Harris mà trở thành tổng thống thì quý vị nó sẽ là một trong những cái uh, buồn, những tổng thống buồn nhìn làm việc theo lệnh của đám cánh tả còn nếu không họ sẽ đưa Gavin Newsom ra Gavin Newsom đang là thống đốc của tiểu bang California và đang có khuynh hướng ra tranh cử tổng thống hai nhân vật này tức là họ giữ Kamala Harris ở trong cái giai đoạn hiện tại để tránh bị thiệt hại và sau đó có thể là Kamala Harris sẽ tiếp tục ra tranh tổng thống với sự điều khiển của họ nếu bà ta chịu nghe lời. Còn nếu bà ta đi một cái hướng khác, nó sẽ lôi bà xuống và nó đưa Gavin Newsom ra. Bởi vì Gavin Newsom là một kẻ rất là cứng rắn trong cái khuynh hướng cực tả. Do đó quý vị, đây là cái kịch bản tôi cho rằng là dấu hiệu cho thấy đảng Dân Chủ có thể sẽ đồng ý và có thể Joe Biden trở thành vị tổng thống đầu tiên bị đàn hạch thành công. Tại vì trong quá khứ thì chúng ta đã có 3 tổng thống bị đàn hạch, ông Trump bị hai lần. Người thứ nhất là Jefferson Là tổng thống của đại dân chủ trước đây Và người thứ hai là Bill Clinton Người thứ ba là ông Trump Thì quý vị Ông Nixon thì ông đã từ chức trước khi ông bị đàn hạch Bill Clinton bị đàn hạch nhưng không thành công Thì quý vị Ông Trump cũng hai lần bị họ đàn hạch nhưng cũng không thành công Lần thứ nhất ông tại vị Lần thứ hai nó đàn hạch sau khi ông rời khỏi nhiệm kỳ Thì nó cũng không thành công thì quý vị, nhưng với trường hợp của Joe Biden có thể sẽ là một lịch sử. Bởi vì bây giờ ông ta đang gặp một cái trở ngại rất lớn trong cái chính sách của ông ta. Thứ nhất, đảng Cộng Hòa kiểm soát lại Hạ Viện, nơi kiểm soát nguồn ngân sách quốc gia. Ông ta sẽ không thúc đẩy được những chính sách cực tả nữa. Bởi vì đảng Cộng Hòa sẽ đóng lại ở trên cái sàn quốc hội. Tức là những chính sách cực tả xài tiền. Muốn xài tiền thật nhiều, xài tiền cho vấn đề an sinh xã hội xài tiền cho vấn đề di dân bất hợp pháp, sử dụng nguồn ngân sách quốc gia để tài trợ cho những tổ chức thuộc phe gọi là cấp tiến cực tả. Trong đó bao gồm luôn cả những cái diêu nhìn, tức là những cái nghiệp đoàn, bao gồm luôn cả những cái tổ chức như là Black Lives Matter, đồng tính hay vân vân Ông ta sẽ trích một nguồn ngân sách quốc gia để tài trợ cho những tổ chức này được mang tiếng là bất vụ lợi thì quý vị ngân sách này sẽ bị đảng cộng hòa siết lại đặc biệt là quý vị thấy đảng cộng hòa vừa lên là họ hủy bỏ 80 tỷ mỹ kim để mà à, gọi là giải ngân cho sở thuế mướn thêm 87.000 nhân viên đó thì họ quý vị thấy rất là rõ ràng đảng cộng hòa sẽ giám sát lại bởi vì hạ viện là nơi hoạch định ngân sách quốc gia do đó những chính sách cực tả của Joe Biden sẽ không thực hiện được nếu không thực hiện được ông ta không còn giá trị đối với đám cực tả. Tôi gọi là extreme left hay là far left, tức là cực tả đó quý vị. Thì quý vị, nó phải kiếm một tổng thống khác nó điều khiển dễ hơn. Tại vì Joe Biden là con người chính trị. Ông ta hand around, tức là ông ta chấp nhận, gọi là thỏa hiệp với đám cực tả. Nhưng khi cần thiết, ông ta chặt. Joe Biden là con người như vậy. Khi cần thiết, ông ta sẽ chặt bỏ đám cực tả. Do đó quý vị Nó không tin Joe Biden Lúc mà đảng Cộng Hòa Kê Vinh McCarthy tính đầu cuộc tư vào những thành viên ôn hòa của đảng Dân Chủ Thì bây giờ bài toán nó lại bất ngờ Những kẻ chống Joe Biden trong đảng Dân Chủ Lại là những kẻ cực tả Họ có thể bỏ phiếu để mà đàn hạch Joe Biden Đứng đầu là hai nhân vật Bernie Sanders Đứng nhì là Elizabeth Warren Quý vị, những người này có thể sẽ bỏ phiếu. Bây giờ quý vị, 49 51. Chính ra là 49 50 tại vì bà Cinema là lá phiếu độc lập. Thì quý vị, Cinema cộng thêm ông Joe Machine rồi cộng thêm đám cực tả như Bernie Sanders, Elizabeth Warren. Thì quý vị, lạng quạng lên 67 phiếu. Nếu đàn hạch lạng quạng sẽ lên 67 phiếu. Thì nếu mà đạt được 67 phiếu trên sàn Thượng viện Thì coi như chính thức Joe Biden sẽ bị trục xuất ra khỏi ghế Tổng thống Và người thay thế là Kamala Harris Từ đây cho tới năm 2024 Quý vị, đây là những dấu hiệu cho thấy là đồng loạt báo chí cánh tả đưa lên Mặc dù tờ New York Times có những cái ngôn ngữ biện minh Cho cái hành động của Hunter Biden nhưng nếu Hunter Biden mà bị truy tố chính thức về tội khai mang và có những cái hành động gian manh trong vấn đề thuế má thì quý vị nó sẽ ảnh hưởng tới vị thế của Joe Biden chú. có nghĩa là Joe Biden sẽ phải đối diện với cái uh, sự phản đối quyết liệt ở trong đảng Dân Chủ họ sẽ nhân danh là ông đã để cho con trai ông lợi dụng tên tuổi ông là Phó Tổng thống Kim Tổng thống bây giờ để mà trục lại đây là hành động được xem là thiếu minh bạch trong cái nền chính trị Hoa Kỳ và lúc đó họ sẽ dùng lý do này cộng thêm cái lý do sức khỏe của ông Joe Biden để đầy đủ lý do đàn hạch thành công. Tức là đàn hạch cũng giống như là quý vị truy tố ra tòa. Quý vị ví dụ như công tố viên mà nó truy tố một tội phạm ra tòa, họ đâu có truy tố một tội đâu quý vị. Họ truy tố từ một cái tội danh đó thành bốn năm tội khác nhau. Thì tương tự như vậy, đàn hạch nó cũng sẽ có nhiều cái tội danh khác nhau. Không chuyện này thì cũng chuyện khác. Thì quý vị, cuối cùng nó sẽ gom đủ, họ sẽ gom đủ được ít nhất là 67 phiếu. Tại vì với cái tình hình này, Joe Biden đã mất dần quy thế và ông ta bị xem là người chịu trách nhiệm trong việc mà đảng Cộng hòa nắm lại quyền đa số ở Hạ viện. Đảng Dân Chủ vẫn quy trách nhiệm cho ông ta. Do đó quý vị, lần này Joe Biden có vẻ là ông ta phải lưỡng đầu thọ địch. Tức là một mặt vẫn bị giám sát chặt chẽ bởi đảng cộng hòa. Một mặt khác, ông ta lại bị chống bán ngay từ sau lưng bởi những thành phần cực tả trong đó ở dưới hạ viện, cứ bạn thấy ocasio conte, ihan oma, à, bà presley, rồi à, Talaif là cái nhóm gọi là tứ nhân bang ở trong hạ viện đó, bốn thành phần, à, bốn nhân vật gọi là gọi là cực tả trong đó. Rồi trên sàn hạ viện thì bernie sanders, elizabeth warren đều là những nhân vật cực tả. Thì quý vị, lần này họ sẽ không tha cho Joe Biden. Có thể ông ta sẽ bị đàn hạch sớm. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà chúng ta thấy được tại vì Đảng dân chủ họ đánh rất bài bản. Họ tung tin trước, họ đo lường dư luận, họ tạo thế về dư luận trước trước khi mà họ tiến hành. Tương tự như cái vụ mà họ siết chặt những cái tiếng nói bảo thủ ở trên mạng xã hội, họ tung ra họ đón đường trước tức là họ tung ra để là lấy cái cái uy thế hay là là tìm cách thuyết phục công chúng để mà họ giành cái uh, tư thế đó trước rồi lúc đó họ mới áp lực tất cả công ty uh, truyền thông là cho mạng xã hội là phải siết chặt những cái là cái lời phát biểu của phe bảo thủ thì cũng tương tự như vậy lần này họ lợi dụng đám truyền thông cực tả trong đó tờ USA Today, tờ Daily Beast, rồi uh, tờ New York Times, kể cả Washington Post bắt đầu đồng loạt đăng những cái tin bất lợi cho Joe Biden. Bởi vì họ đang dọn đường để có đầy đủ lý do đẩy Joe Biden ra khỏi ghế tổng thống. Bởi vì họ nghĩ rằng họ kiểm soát Kamala Harris dễ hơn Joe Biden. Và nếu Kamala Harris lên thì quý vị, nước Mỹ còn cũng khiếp hơn cả Joe Biden nữa. Tại vì bà ta sẽ là một thứ công cụ rất hữu hiệu cho phe cực tả để mà có thể khống chế cái khu vực của hành pháp. Quý vị, điều này sẽ là một trong những cái thách thức mà dân chúng Hoa Kỳ sẽ phải chứng kiến năm 2023 và năm 2024. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích hiêu tinh nhật ký phần 2 ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài phân tích này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi và đừng à, rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của phòng. Mến chào tất cả khán giả, chúng ta gặp lại sau. Bye bye.